Chào mừng bạn đến với kênh YouTube bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Cổ động viên châu Á tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ thắng Oman. Một ngày trước khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman diễn ra, thật bất ngờ là lượng cổ động viên tin và chiến thắng dành cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn cao hơn đối thủ. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Oman sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 12 tháng 10 theo giờ Việt Nam, trên sân Su Turban Bo tại Muscat, Oman, dân trí sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này. Tính cho đến tối ngày 11 tháng 10, tức một ngày trước giờ bóng lăn, 23 giờ ngày 12 tháng 10 ở trận đội tuyển Việt Nam gặp Oman tại Muscat, Oman. Khảo sát của liên đoàn bóng đá châu Á AFC cho thấy có 50% số người được hỏi tin và chiến thắng dành cho đội tuyển Việt Nam. Trong khi đó, tỷ lệ tương tự dành cho Oman chỉ là 33,33%, ,33%, cho dù đội bóng Tây Á về lý thuyết mạnh hơn đội tuyển Việt Nam lại có thêm lợi thế sân nhà. Còn lại, 16,67% số người được hỏi chọn kết quả hòa. Đây là tín hiệu cho thấy đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được sự tín nhiệm rất lớn của người hâm mộ trên khắp châu Á, trong bối cảnh đội vẫn chưa có điểm nào sau 3 lượt đầu thuộc vòng loại thứ ba, đồng thời là đội duy nhất chưa có điểm ở giai đoạn này. Về đội tuyển Việt Nam, trạng chủ của FC viết, một chiến thắng trên sân của Oman sẽ đưa đội tuyển Việt Nam lên ngang bằng với Oman, thậm chí có thể đưa đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo lên vị trí thứ ba trong bảng nếu các kết quả khác diễn ra thuận lợi. Hai đội chưa từng đụng độ nhau tại vòng loại World Cup, nhưng Oman từng gặp tuyển Việt Nam ở bảng E vòng loại ASEAN Cup 2004. Oman giành chiến thắng ở cả hai lượt trận, 6 đến 0 trong trận đấu tại Việt Nam và 2 đến 0 tại Oman. AFC viết thêm, về tình hình tại bảng B, Úc đang dẫn đầu với 9 điểm sau 3 trận, cũng có 9 điểm sau 3 trận là Saudi Arabia. Trong khi đó, các đội Nhật Bản, Oman và Trung Quốc mỗi đội có 3 điểm, lần lượt xếp các vị trí thứ 3, thứ 4 và thứ 5 trong bảng B riêng đội tuyển Việt Nam chưa có điểm nào, tạm xếp cuối bảng. Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Oman, có lúc thắng Nhật Bản và Saudi Arabia thắng Trung Quốc với các tỷ số thích hợp, đội tuyển Việt Nam sẽ có cùng 3 điểm với các đội Nhật Bản, Oman và Trung Quốc, đồng thời có thể lên đứng thứ ba trong bảng, như Liên đoàn bóng đá châu Á phân tích. Còn về phía Oman, đội này cũng quyết tâm ở trận đấu với đội tuyển Việt Nam, với mục tiêu thu ngắn cách biệt về điểm số trước Úc và Saudi Arabia, nuôi hy vọng giành vé vào vòng chung kết của cúp. AFC bình luận một chiến thắng trước đội tuyển việt nam rất quan trọng với oman có thể giúp đội này vượt qua nhật bản thu hẹp khoảng cách với các đội đang dẫn đầu là úc và saudi arabia thiện nhân